Xin chào tất cả các bạn. Trước mặt các bạn là một con Denon MX11 với ngoại hình rất là đẹp nha. Các bạn thấy cái mặt phay nhôm và kiểu dáng rất là hiện đại. Từ cái con này đổ đi MX11 thì tiếp theo là con M37, 38, 39, 40 và 41. Đây là một cái phiên bản đầu tiên mà nó sẽ kéo dài cái thiết kế này cho những cái phiên bản tiếp theo, và nó chỉ thay đổi về ngoại hình một chút thôi, còn về cái phần cấu trúc bên trong nó khá là tương đồng, chất âm cũng khá là giống nhau nha các bạn. Và đây chúng ta mở nguồn lên nha các bạn, có điều khiển học chỉnh full chức năng của dàn máy này. Con này là có cổng USB 1.0 làm sao kẹt, rất là được ưa chuộng bởi những tín đồ của chơi dòng nhạc trên máy tính giải mã qua cổng 1.0 sao kẹt. Chúng ta chơi nhạc qua máy tính này thì chúng ta sẽ có cổng USB 1.0 các bạn. Khi các bạn chơi nhạc thì nó chơi nhạc chất lượng cao như lossless, nhạc wave thì nó giải mã trực tiếp nhé, không có đĩa mồi hay gì bất kỳ gì hết. Đi vào ở phía sau của máy cổng 1.0 này và trên máy tính không cần cài driver luôn, cái nó sẽ hiện lên cái driver của cái con này Burbrow Japan. Đây các bạn, đó, rất là nhanh luôn, không cần phải cài bất kỳ một cái gì, driver hay một cái phần mềm nào cả. Burbrow Japan PCM2702 nè, nó giải mã chất âm trên máy tính nghe rất là hay nha các bạn. Đó, và nó có những cái cổng AUX, 3 cổng AUX để kết nối với cái thiết bị ngoại vi như là điện thoại hoặc là TV, và các bạn có thể tận dụng gắn USB Bluetooth nữa cũng rất là tiện. Và ở phía trước cũng có cổng 3.5 để các bạn có thể kết nối chơi được CD nữa nha các bạn. Mặt phay nhôm còn rất là đẹp, kiểu dáng rất là hiện đại, và chúng ta test ngay vào cái phần âm thanh thôi. Bass con này đập rất là sướng nha, chỉnh được bass chép trực tiếp trên đầu máy luôn và trên điều khiển nữa. Nó tinh gọn cái nút lại rồi, để chừa một số ít nút thôi chứ không như những cái dòng đề nông đời trước khá là nhiều nút. Bánh AXC mới giòn tan ngon khỏe không ngừng ngái. Denon nổi tiếng về cái âm bass rồi, nhưng mà con này nó còn cải thiện nhiều hơn những cái dòng đời trước nữa nha. Chỉnh được super bass nè, SDB on, bass trap cộng tới 10 luôn nha các bạn, cao nhất là 10. Nút của bằng nhôm luôn nè, phay nhôm, nút nhôm. Cái vân nó là vân xước. Bass 14 dạng lõm. Cấu trúc thùng loa này hiện cho tới 2022 vẫn chưa thay đổi nha các bạn. Và nó nghe rõ cái âm trầm đánh ra bass rất là đã. Rất là gọn, đánh chắc và rất là khỏe. 50W một loa nha các bạn.
ngang, 50W một loa bass 14 dạng lõm. Cho tới thời hiện đại vẫn chưa có thay đổi cái cấu trúc về cái thùng loa này. Giờ trở về Việt Nam thăm đồng lúa vàng, thăm con đò chiều đường mòn quanh có ôm chân hàng che thắm, nghe gió chịu nhẹ đưa đến bao giờ ta được nhìn ta, ta được nhìn chơi nhạc trữ tình. Là chúng ta tắt cái super bass này đi và tăng một ít bass này lên, cũng 10 nấc nha, nhưng mà nãy giờ mình đang để ở không, cộng 4 đi, chép 6. Tôi mong ngày về từng phút người ơi, quê hương tôi nằm cạnh biển khơi, cho tôi tiếng khóc từ khi xa. Bây giờ mình đã đôi nơi, 50W một loa nhé các bạn. Bây giờ buồn lắm người ơi, thương cho ai chờ mong héo hắt, nhắn qua để rồi đêm xuống ngậm ngùi. Trường Vũ, đường về quê hương, bài rất là hay. Và các bạn thấy trạm loa mạ vàng, bắp chuối mạ vàng, các bạn có thể gắn bắp chuối vào và cũng có thể kẹp ở bên dưới như vậy, ở bên dưới nha, rất là bền bỉ theo thời gian. Và đây là một trong những cái thiết kế mà các bạn có thể thấy trong những cái dòng loa hiện đại rất là quen thuộc, mạ vàng và ở bên ngoài là trong suốt. Mình cũng nhắc lại là cái thiết kế thùng loa và cấu trúc những cái trạm loa như vậy thì nó cũng chưa có thay đổi cho tới ngay cả những cái dòng loa mới nhất của hãng. Chỉ thay đổi vào một chút thôi. Đặc biệt là thêm cái Bluetooth vào, bắp chuối nè bạn. Và đây là cái cổng AUX. Nắp nhôm của nó còn rất là mới. Con này rất là nặng, cái đầu rất là nặng. Hai cục băng phô và đặc biệt là cái phần nắp, cái phần mặt trước của nó rất là dày và cái phần nắp này cũng làm dày dặn, nó làm rất là cái sườn, nó dùng cái sườn của đề nông nó khá là cứng cáp, có thể trồng 10 con đề nông hoặc là ngay cả 15 con đề nông này lên nhau mà cái sườn này nó cũng không có bị ảnh hưởng, không có bị thùng. Và nãy giờ chúng ta đang test nhạc qua cổng USB 1.0, cổng sao kẹt kết nối máy tính, và mình có để một cái đĩa CD ở bên trong nữa các bạn. Đây, nút play CD rất đơn giản ở đây, play con này đọc đĩa khá là tốt nha.
khá là nhạy luôn. Chép của nó rất là chi tiết, tách bạch, tiếng rất là sạch. MX-11, cái phiên bản đời trước của nó là MX-33 nha các bạn. Lúc đó các bạn thấy nó còn một cái học mà đi, thì con này nó đã tối giản, nó đã bỏ đi cái học mà đi rồi. Và từ cái dòng M37 nó sẽ cải thiện về cái kích thước của con MX-11 này. Con M37 nó sẽ thấp hơn một chút, cặp loa nó cũng nhỏ hơn một chút, nhưng mà cái ngoại hình khá là giống nhau. Nhưng mà cái dòng này thì lại đặc biệt, nó còn cái cổng sao kẹt PC Audio In kết nối trực tiếp máy tính. Và đây là một trong những cái dòng mà mình bản thân mình rất là thích, tại trước đây mình đã từng sử dụng nó để chơi trên máy tính và mình sử dụng nó cũng rất là lâu. Đó là con đầu tiên mà mình nghe và mình cảm nhận mình có thể chơi được đa dạng cái thể loại nhạc luôn. Và ngay cả cái phần mình coi phim rất là ấn tượng, và cái phần âm trầm nó đánh rất là khỏe, trữ tình, hòa tấu, hay cả nhạc trẻ pop dance hay là nhạc rock, đặc biệt là nhạc rock nghe rất là sướng. Ok, và chúng ta nghe một bài nhạc trên YouTube nữa nha. Quay lại có Shopee 25/3 luôn. Mình chỉ cần chuyển qua cổng USB là nó tự nhận máy tính liền. Thanh toán hóa đơn giảm đến 1 triệu. Mình tắt cái Super Bass rồi nha các bạn. Off cái Super Bass rồi. Đừng hỏi vì sao tôi nhớ người. Phương Thảo. Nhớ mắt môi thiết tha một chiều sau nhẹ bay. Nhớ chẳng người ấy tình đầu, anh giờ đang ở nơi nào? Bao lần hẹn hò dưới mưa, từng chiều mình lang thang, mà giờ đây anh đang trốn nào? Biết chẳng em buồn, từng chiều lang thang trên phố dài. Ngập tràn dấu tình yêu, khóc cho lần cuối tình mình, sao giờ theo cánh chim trời. Đâu rồi nụ cười thiết tha, tình ngập tràn trong tim, giờ tim đau, môi hôn đã xa, đã trao hôn.
Podcast của Phương Phương Thảo kết thúc con test MX11 của Đài Nông ngày hôm nay. Hàng nội địa Nhật điện 100V. Nếu các bạn thích cái dàn âm thanh này thì bấm like cho mình nha. Và giá thành có để đầy đủ ở bên dưới mỗi bài viết nha các bạn. Giá thành, phụ kiện, thông số kỹ thuật vân vân. Và hình thức thanh toán nữa. Và các bạn cũng có thể tham khảo thêm trên website hangnoidiennhiệpvụ.com cũng như Facebook và Zalo nữa nha. Nếu có thắc mắc gì các bạn hãy comment ở bên dưới. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi.